Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đạp xe đó là một gợi ý hay khi bạn muốn lên kế hoạch để rèn luyện thể dục thể thao, đặc biệt là trong thời điểm mùa hè này. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có những tư vấn để các bạn có thể mua được xe đạp thể thao với mức giá hợp lý. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với các doanh nghiệp vận tải hàng hóa để lắng nghe câu chuyện của họ trước cơn bão tăng giá nhiên liệu như hiện nay. Còn bây giờ sẽ là tin tức chúng tôi mới cập nhật. Theo Cục Thống kê Hưng Yên, 5 tháng qua, kinh tế Hưng Yên đã có nhiều khởi sắc, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,2%, sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng gần 10%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,87%. Vốn đầu tư ngân sách địa phương ước đạt 1.341 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch tăng gần 113%, khách sạn, nhà hàng tăng trên 36%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng trên 3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước đạt gần 17.490 tỷ đồng, tăng gần 104% so với cùng kỳ năm trước. Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên ban hành công văn số 1324 về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó chỉ đạo các sở ban ngành, ủy ban dân huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, ra soát thực hiện chính sách còn hiệu lực về việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, đẩy mạnh các giải pháp để đảm bảo đời sống cho người lao động, điều tiết kết nối cung cầu lao động ổn định và phát triển thị trường lao động, tuyên truyền đến người lao động về lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên mới ban hành kế hoạch số 98 thúc đẩy sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch. Kế hoạch nhằm tăng cường sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh với hội doanh nghiệp và khách du lịch, số hóa dữ liệu ngành du lịch, phát triển hệ sinh thái các giải pháp quản trị và kinh doanh du lịch, cung cấp đầy đủ và toàn diện thông tin liên quan tới du lịch. Các giải pháp chính được đặt ra gồm sử dụng nền tảng số để phát triển kinh tế số, du lịch, số hóa, kết nối, hình thành kho dữ liệu số dùng chung giữa cơ quan quản lý, đẩy mạnh thông tin, quảng bá về nền tảng số, quản trị và kinh doanh du lịch. Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch số 99 về hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn với các nội dung số hóa dữ liệu hộ sản xuất nông nghiệp, tổ chức giao dịch và xây dựng thói quen hoạt động trên sàn thương mại điện tử, tổ chức đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh cho người nông dân, cung cấp các thông tin phục vụ sản xuất. Mục tiêu 100% sản phẩm OCOP của tỉnh từ 3 sao trở lên được đưa lên sàn thương mại điện tử postmart.vn và vỏ sò.vn, thiết lập 10.000 tài khoản hoạt động trên các nền tảng này. Trong kỳ điều chỉnh ngày 1 tháng 6, giá xăng dầu lại tiếp tục tăng lần thứ 5 liên tiếp. Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 600 đồng trên lít lên mức 30.230 đồng trên lít. Xăng RON 95 tăng 920 đồng trên lít lên mức 31.570 đồng trên lít. Dầu diesel tăng 840 đồng trên lít lên mức 26.390 đồng trên lít. Dầu hỏa tăng 940 đồng trên lít lên mức 25.340 đồng trên lít. Giá dầu mazut tăng 310 đồng trên 1 kg lên mức 20.900 đồng trên 1 kg. Tại kỳ điều chỉnh này, cơ quan điều hành không trích quỹ bình ổn với xăng RON 95 và E5 RON 92, chỉ trích quỹ với các loại dầu. Việc giá xăng dầu tăng quá cao đang ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân và nền kinh tế trong giai đoạn phục hồi. Thời tiết tại Hưng Yên hiện nay bắt đầu nắng nóng, oi bức, khiến nhu cầu mua sắm các thiết bị làm mát của người dân có chiều hướng tăng. Năm nay, giá hầu hết các sản phẩm điện lạnh không biến động nhiều so với năm trước. Quạt cây có giá từ 600.000 đồng đến 1.500.000 đồng, quạt bàn có giá từ 300.000 đồng tới 600.000 đồng, quạt hơi nước có giá thành cao nhất từ 2 triệu đến 6 triệu đồng tùy loại. Thiết bị làm mát được người dân lựa chọn nhiều là quạt cây và quạt hơi nước ở phân khúc giá từ 2 triệu đến 4 triệu đồng. Thưa quý vị, rèn luyện sức khỏe thì là một điều hết sức cần thiết đối với mỗi chúng ta và thói quen này thì nên được chúng ta duy trì hàng ngày. Đạp xe là một trong những hoạt động rèn luyện sức khỏe được rất nhiều người ưa thích bởi tính tiện lợi của nó. Tuy nhiên thì trên thị trường xe đạp hiện nay thì lại có rất nhiều mẫu mã, chủng loại và giá cả khác nhau, khiến cho những người ít kinh nghiệm như Thu Hường thì còn gặp rất nhiều bỡ ngỡ khi mà muốn lựa chọn cho mình một chiếc xe đạp phù hợp với sở thích và sức vóc của mình. Và ngày hôm nay thì anh Nguyễn Văn Trung, thành viên của câu lạc bộ xe đạp Phố Hiến thì sẽ là người tư vấn giúp quý vị khán giả có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một chiếc xe đạp phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Xin chào anh Trung ạ.
Anh Trung ơi, những yếu tố nào thì giúp chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn cho mình được một chiếc xe đạp phù hợp ạ? Xin chào Thu Hương và xin chào tất cả các khán giả. Tức là về xe đạp thể thao thì nó rất phong phú, nó có rất nhiều chủng loại. Nhưng mà để phù hợp tiêu chí của từng người thì mình có thể chọn những cái hãng xe đạp nội địa. Ví dụ như là xe đạp Thống Nhất và Tân Sama, người ta cũng đưa ra những cái sản phẩm và những cái mẫu mã rất phù hợp với người Việt Nam mình. Về đối tượng sử dụng thì lớp trẻ thì người ta hay yêu những cái cảm giác mạnh, có thể dùng dòng xe MTB và thích đạp với một cường độ cao thì người ta sẽ chuyển sang dùng xe road. Còn ví dụ như lớp trung tuổi, các bác thì là thiên về tập thể dục một cách đều đặn thì người ta sẽ để dùng một xe touring. Touring thì nôm nghĩa là mình nói nôm na là xe tay ngang. Kích thước cái dòng xe nó liên quan đến chiều cao cân nặng của con người. Ví dụ như là bạn cao 1m6, bạn phải đi cái xe size 42, 44 đến 45. Cái xe đạp nó cũng như một đôi giày, nếu anh chọn một đôi giày đúng chân thì anh sẽ đi được rất tốt cho sức khỏe. Còn nếu anh chọn một cái xe nó không đúng size với người anh, đồng nghĩa là nó sẽ phản lại tác dụng trong công việc tập luyện của anh. Chất liệu về xe ở Việt Nam và thế giới là chủ đạo là nhôm và carbon. Để bình dân hóa thì chúng ta nên dùng chất liệu nhôm alu 6061. Nó là đại trà nhất thế giới và nó phù hợp với cả túi tiền thu nhập của người Việt Nam. Bạn chỉ cần một cái xe để đạp đi tập nhẹ nhàng hàng ngày thì bạn có thể chọn một cái xe touring. Nó có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn đi trong đô thị, đi tập luyện và đi tất cả các cái đường không được lối xấu lắm. Với nhu cầu rèn luyện sức khỏe thì chúng ta nên chọn dòng xe nào ạ? Tức là nếu nhu cầu rèn luyện sức khỏe thì nó tùy theo cái mức độ đầu tư và cái sự lựa chọn cho phù hợp của cơ thể cá nhân con người. Mình lựa chọn tập nhẹ nhàng đều đặn thì mình chọn dòng xe tay ngang, nó gọi là touring. Muốn tập luyện mạnh mẽ nhanh chút thì ta nên chọn dòng xe road, là dòng xe tay cong. Vâng thưa anh, vậy thì bây giờ anh có thể cho Thu Hường mượn một chiếc xe để chúng ta có thể chạy thử được không ạ? Mình sẽ cho Thu Hường mượn một chiếc xe mà như mình nói nó là một chiếc xe touring, xe tay ngang, tức là phù hợp với mọi lứa tuổi để tập luyện. Vâng thưa anh Trung, vậy thì để lựa chọn dòng xe thích hợp để đi trong thành phố thì chúng ta có những cái loại xe nào ạ? Ở vòng số thành phố này ta nên chọn cái dòng xe tay ngang đi em đang đi ấy. Dòng xe này nó sẽ rất hợp với cả đô thị, đi chợ, đi tập thể dục, đi công việc, đi công sở, nhiều lứa tuổi, nữ, nam đều đi được hết. Nó rất dễ sử dụng và nó sẽ bền bỉ trong thời gian. Dòng xe của anh đang đi là sẽ phù hợp với những người mà người ta yêu cái cảm giác muốn được trải nghiệm về dòng xe road, dòng xe thể thao mà đỉnh cao nhất của xe đạp. Vậy thì mức giá của cái dòng xe này thì như thế nào anh? Mức giá của dòng xe này nó trung bình nó dao động từ 5 đến 8 triệu là đã sử dụng rất tốt rồi. Ở mức giá bình dân thì chúng ta có thể có những cái hãng xe nào để lựa chọn ạ? Ở mức giá bình dân ta có thể chọn hãng xe Asama, hãng xe Thống Nhất. Và cũng có thể là một số hãng xe của các cửa hàng xe đạp có uy tín trong thành phố, người ta nhập khẩu về người ta ráp lên. Cảm ơn anh Trung về những chia sẻ hữu ích vừa rồi và chúc quý vị có thể lựa chọn cho mình được một chiếc xe đạp phù hợp ạ. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ chiều ngày 1 tháng 6 sau kỳ điều chỉnh thì giá xăng dầu lại tiếp tục lập đỉnh. Và đây không phải là tin vui đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải. Vậy thì giá xăng dầu lập đỉnh như vậy đã tác động như thế nào đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải, đặc biệt là gây ra những khó khăn áp lực như thế nào? Và các doanh nghiệp đã có sự linh hoạt thích ứng như thế nào? Cùng rất nhiều câu chuyện khác sẽ được chia sẻ từ các doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Ngọc Oanh đến với các doanh nghiệp vận tải hàng hóa để lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ từ họ. Doanh nghiệp của chúng tôi nó có hơn 20 con xe tải, trong đó thì nó có 7 con đầu kéo và còn đâu là xe tải thùng. Phần lớn thì chúng tôi vận chuyển chỉ có từ miền Trung và các khu công nghiệp quanh khu miền Bắc mình. Giá xăng dầu hiện giờ là nó chiếm vào khoảng độ 40% cước vận tải, nó tăng, nó chi phí nhiều thế cơ mà. Thưa anh, là giá xăng dầu tăng cao như thế này thì tác động như thế nào tới hoạt động kinh doanh của công ty mình? Trước đây giá dầu có 15-16 nghìn một lít thôi. Bây giờ thì nó lên tới 27 nghìn một lít rồi, giá xăng nó lên tới 30 nghìn, 31 nghìn. Trước đây cung đường từ Hà Nội, Hải Phòng 100 km chẳng hạn, trước đây chúng tôi nó chỉ hết vào khoảng độ 3 triệu tiền dầu thôi, nhưng bây giờ nó thành 6 triệu, tăng gấp đôi luôn. Tôi là hiện giờ đã đầu tư ra khoảng độ mấy chục tỷ rồi, xe thì đã mua rồi, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị rồi, mà lãi suất ngân hàng, mọi thứ ngân hàng thì chúng tôi vẫn phải chi phí như thế. Giá xăng lại tăng nhiều lại, mà giá cước vận chuyển thì không tăng được. Đấy là vấn đề áp lực lớn nhất, đau lòng nhất của doanh nghiệp chúng tôi. Tại sao thời điểm này chúng ta chưa thể tăng cước được trong khi mà giá xăng được cũng đã tăng rồi, rất là nhiều chi phí khác thì cũng đã bị đội lên?
Cái này doanh nghiệp chúng tôi cũng có ý kiến rất là nhiều. Các cái khách hàng đối tác của tôi thì là chúng tôi ý kiến rồi, nhưng mà về phía khách hàng thì bên họ thì cũng không đáp ứng được. Phần lớn là người ta cũng chưa chấp nhận những cái đề xuất như thế. Theo cái chu kỳ của cái xăng dầu nó tăng, thế thành ra là nó khó khăn về vấn đề đấy của doanh nghiệp. Bởi vì là cái lãi suất ngân hàng rồi tiền ngân hàng chúng tôi vẫn phải chi trả như thế. Và cái tiền thu nhập chúng nó lại giảm đi. Với những khó khăn như vậy thì công ty có cái hướng linh hoạt thích ứng như thế nào ạ? Trước mắt thì chúng tôi chỉ có giảm bớt nhân công, anh em làm sao cho nó hợp lý thôi, chứ nó không làm được như trước, bởi vì cái lượng việc bây giờ nó ít mà. Tôi có khoảng hơn 20 lái xe thì bây giờ có thể tôi làm luân phiên đi. Thì có thể là cứ nửa tháng khoảng độ một lửa làm, một lửa nghỉ. Thì cái tương lai thì chúng tôi cũng chưa biết làm nào để đối phó được, chứ cái vấn đề xăng dầu, giá dầu khó khăn này. Và các anh có mong mỏi, có kiến nghị đề xuất gì hay không ạ? Thì doanh nghiệp chúng tôi thì mong mỏi làm sao nhà nước hoặc bộ giao thông vận tải thì có thể là có cái phương án nào đấy để tạo điều kiện để giúp doanh nghiệp vượt qua những cái khó khăn như này. Ví dụ như là cái lãi suất ngân hàng làm sao để cho chúng tôi nó giảm được cái lãi suất ngân hàng đi. Vâng, rất là cảm ơn anh đã dành thời gian trao đổi với chương trình ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với một doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại thành phố Hưng Yên. Doanh nghiệp của tôi thì là có trên dưới 10 đầu xe. Địa bàn vận chuyển hàng hóa là từ Hà Nội đến Hưng Yên. Hưng Yên đi ngược lại các tỉnh phía Bắc. Cái giá xăng dầu nó tăng cao thì là ảnh hưởng rất lớn đến cả doanh nghiệp của tôi. Thì là những cái thương lái buôn bán thì là vẫn chỉ chậm. Mà xăng dầu thì là tăng cao lên thì doanh nghiệp của tôi cũng chưa thu được tiền cước cửa cao của các thương lái. Vì các thương lái cũng do ảnh hưởng dịch Covid, lượng hàng hóa lưu thông cũng rất chậm. Đến bây giờ thì họ đang bình tĩnh để lấy lại. Để mà cân bằng được cái sự như thế thì bọn tôi cũng đến bây giờ thì chưa thể nâng giá lên được. Và trong đó vẫn phải bù lỗ về tiền dầu. Đến thời điểm này thì doanh nghiệp vẫn đang gọi là bù lỗ trên các chuyến hàng. Trước đây là tôi đổ 1,1 triệu là đầy bình dầu. Đến bây giờ là tôi phải đổ 2,2 triệu để đầy bình dầu. Trên mỗi một chuyến hàng thế thì doanh nghiệp phải bù lỗ là 250-300 nghìn một chuyến. Thưa anh, là với việc giá xăng tăng như vậy, giá xăng dầu tăng rồi cùng với đó rất là nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đã có cái hướng thích ứng như thế nào ạ? Để cho nó tính được cái chi phí để dầu nó tiết kiệm đi thì doanh nghiệp của tôi là thường xuyên là sửa sang và bảo dưỡng xe pháo, mà chọn ra một cái hướng là đường nào nó gần nhất để nó tiết kiệm được cái chi phí của dầu đi. Doanh nghiệp thì có cái đề xuất, kiến nghị nào trước cái tình hình này hay không ạ? Thì có một cái đề xuất là cho một các doanh nghiệp hỗ trợ cho ví dụ vay các tín dụng nào đó một cái mức lãi suất giảm giá thành nhất để các doanh nghiệp còn có thể nghĩ được cái duy trì được bây giờ. Thưa quý vị, doanh nghiệp vận tải là một trong những loại hình doanh nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng nhất bởi đại dịch COVID-19. Nay giá xăng dầu liên tiếp tăng cao dẫn đến nhiều doanh nghiệp vận tải có nguy cơ vỡ nợ và phá sản do không thể hoạt động và không có nguồn thu. Trước bối cảnh đó thì việc thích ứng như là cắt giảm nhân công, tìm cung đường mới, kép mã hàng v.v. chưa thể đủ để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Vì vậy, việc hỗ trợ doanh nghiệp sớm tiếp cận với các chính sách hỗ trợ tín dụng là điều rất quan trọng và cấp thiết trước tình hình giá xăng dầu tăng cao như hiện nay. Và đến đây thì tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của tổ hợp công ty cổ phần Gốm Đất Việt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 20 giờ 15 phút tối thứ bảy hàng tuần. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.